tài xế bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh, đối mặt khoản đền đầu tiên, 240 triệu đồng. Chiều 31 tháng 3, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động. Ông Đỗ Văn Tiến, tài xế đánh lái xuất thần, cứu mạng hai nữ sinh ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cho biết. Theo báo giá của hãng xe, số tiền mà ông phải bỏ ra để sửa chữa chiếc xe 7 chỗ nhãn hiệu Toyota, một trong hai chiếc ô tô mà xe tải do ông Tiến điều khiển va chạm để cứu mạng hai nữ sinh, lên đến 240 triệu đồng. Tôi có đặt vấn đề sẽ bồi thường cho chủ xe số tiền 180 triệu, nhưng họ không nghe. Nếu trong trường hợp họ có đồng ý, thì gia đình cũng không có ngay số tiền này. Vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ông Tiến buồn rầu nói. Tài xế này cho biết thêm, sáng thứ hai tới, sáng ngày 2 tháng 4, ông sẽ có cuộc làm việc với cơ quan công an và các chủ xe để bàn bạc, thống nhất cụ thể việc đền bù, sửa chữa hai chiếc xe ô tô đã bị hư hại do xe tải của mình va phải trong quá trình bẻ lái, tránh hai nữ sinh bất ngờ ngã trước mũi xe tải do ông Tiến điều khiển. Theo ông Tiến, sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông đã có buổi làm việc với cơ quan công an. Họ bảo, sau khi giải quyết xong việc bồi thường, sẽ tước giấy phép lái xe và nhốt xe của tôi, ông Tiến cho hay. Tài xế Tiến tâm sự, việc khắc phục hậu quả cho hai chiếc xe con bị va quẹt trong vụ tai nạn và xe tải của công ty bị hư hỏng là vấn đề khiến ông đang lo lắng. Ông cho biết, đang mong chờ phía bảo hiểm sau khi xem xét sẽ có phương án hỗ trợ, bởi cả ba xe đều có bảo hiểm 100%. Tôi hy vọng bảo hiểm sẽ hỗ trợ cho mình. Nhưng cũng không rõ ra sao, vì hai chiếc xe kia đang đỗ bên đường, chứ không di chuyển, tất cả do mình gặp tai nạn và va phải họ. Tài xế Tiến băn khoăn. Tôi đã bàn với vợ, nếu bảo hiểm không chi trả, thì mình đành phải đi vay mượn họ hàng để lo. Anh Tiến nói, tài xế vừa cứu mạng hai nữ sinh cũng bộc bạch, hiện dân cư mạng cứ gọi tôi là người hùng, nhưng tôi không dám nhận. Tôi chỉ nghĩ rằng, tính mạng của con người là trên hết, nên tôi buộc phải đánh lái để tránh hai cô gái. Giây phút đó, tôi bẻ lái là theo bản năng của người cầm lái. Thời điểm đó, trong đầu chỉ kịp lóe lên, lời thầy giáo trường lái dặn mình. Tính mạng con người là trên hết, những thứ khác đều có thể làm lại được. Khi được hỏi về danh tính hai nữ sinh, đã khiến anh có thể lâm vào tình trạng nợ nần, ông Tiến cho hay, đến giờ, tôi cũng không biết hai cô gái đó là ai. Sau cú bẻ lái, xe tải va quẹt vào hai chiếc xe ô tô, rồi lật ngang ra đường, thoát được ra khỏi cabin, tôi lập tức có quay lại để xem hai nữ sinh kia có việc gì không. Nhưng mọi người nói, vì thấy chiếc xe tải nằm lật giữa đường, sợ lái xe bị thương, và sợ bị liên lụy, nên họ đã bỏ đi. Với tôi, biết họ không sao, thì mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm trở lại, tài xế Tiến nói. Trước đó như báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 13 giờ ngày 29 tháng 3, trên đường 359C, đoạn qua xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, khi tài xế Đỗ Văn Tiến, sinh năm 1977, trú tại huyện Thủy Nguyên, đang điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 15C01014, chở đá theo hướng quốc lộ 10, về thị trấn Núi Đèo. Đúng lúc xe chạy đến trước cửa nhà nghỉ Đức Việt, đường 359C, xã Hòa Bình, thì bất ngờ hai nữ sinh đi trên xe máy đã va chạm một phương tiện khác, ngã ra làn đường ô tô, ngay trước đầu xe tải do tài xế Tiến điều khiển. Dù quá bất ngờ, song tài xế Tiến vẫn kịp đánh lái, tránh hai nữ sinh ngã trên làn đường ô tô. Tuy nhiên, cú đánh lái quá gấp đã khiến chiếc xe tải chở đá va chạm với hai ô tô đỗ bên đường, gồm một chiếc Kia và một chiếc Toyota trước khi bị lật ngang. Tài xế Đỗ Văn Tiến cũng bị thương, gãy hai xương sườn. Tài xế bẻ lái đáng biểu dương nhưng theo luật vẫn phải đền bù. Dù sao đi nữa, việc tài xế xử lý bẻ lái để tránh được vụ tai nạn thảm khốc cũng rất đáng biểu dương. Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, sau khi xem hình ảnh lái xe ở Hải Phòng, bẻ lái rất nhanh khi hai nữ sinh ngã lăn xe trên đường. Đây là tình huống bất khả kháng, ở tình huống này, nếu lái xe không xử lý kịp thời, chắc chắn sẽ xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và sẽ có tử vong, ông Thái nhận định. Tuy nhiên, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng cho rằng, qua quan sát cũng thấy tài xế chạy xe với tốc độ hơi nhanh. Dù sao đi nữa, việc tài xế xử lý bẻ lái để tránh được vụ tai nạn thảm khốc cũng rất đáng biểu dương, ông Thái nói.
Về việc lái xe đánh lái tránh được vụ tai nạn thảm khốc nhưng lại tông vào xe con và xe tải ven đường, ông Thái chia sẻ với tổn thất của vụ tai nạn. Tuy nhiên, ông Thái nói rõ, theo quy định của pháp luật, nếu gây ra thiệt hại thì phải đền bù. Tài xế bẻ lái tránh được vụ tai nạn thảm khốc nhưng lại tông vào xe con ven đường, hành vi này vẫn là vi phạm luật giao thông. Nhưng qua tình huống bất khả kháng này, các bên có thể thỏa thuận chia sẻ rủi ro thì sẽ hợp lý hơn, ông Thái nói. Bẻ lái cứu mạng hai nữ sinh, tài xế xe tải đối mặt với nguy cơ nợ nần lớn. Vụ tai nạn giao thông hy hữu xảy ra vào lúc 13 giờ ngày 29 tháng 3 trên đường 359 đoạn qua xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, khi tài xế Đỗ Văn Tiến, sinh năm 1977, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng, đang điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 15C01014 chở đá theo hướng quốc lộ 10 về thị trấn Núi Đèo. Đúng lúc xe chạy đến trước cửa nhà nghỉ Đức Việt, đường 359 xã Hòa Bình, thì bất ngờ hai nữ sinh đi trên xe máy đã va chạm một phương tiện khác ngã lăn ra làn đường ô tô ngay trước đầu xe tải do tài xế Tiến điều khiển. Dù quá bất ngờ, song tài xế Tiến vẫn kịp đánh lái tránh hai nữ sinh ngã trên làn đường ô tô. Tuy nhiên, cú đánh lái gấp đã khiến xe tải chở đá va chạm với hai ô tô đổ bên đường. Trước khi bị lật ngang, tài xế Đỗ Văn Tiến cũng bị thương gãy hai xương sườn. Trao đổi với báo chí sau vụ tai nạn, tài xế Đỗ Văn Tiến cho biết ông đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Màng sườn đang đau nhất vì bị gãy hai xương sườn, nhưng điều làm ông lo lắng hơn cả là phải đền bù sửa chữa hư hỏng cho hai chiếc ô tô mà xe tải do ông điều khiển đã đâm va vào sau cú đánh lái cứu mạng hai nữ sinh. Khi xe bị lật đổ, tôi phải mất một lúc lâu sau tôi mới ra được khỏi cabin, người choáng váng đau ê ẩm khi biết rằng hai nữ sinh ngã ngay trước bánh xe của tôi không hề hấn gì, do tôi tránh được tôi mừng lắm. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, lái xe của hai ô tô mà tôi quệt phải dẫn tôi đến xe của họ thì tôi sa sẩm mặt mày. Chiếc xe hiệu Kia Morning thì còn đỡ, chứ chiếc xe hiệu Toyota là xe giá đến gần 2 tỷ đồng. Tôi cũng không ngờ cú đánh lái của mình lại gây thiệt hại lớn đến xe của họ như vậy, tài xế Tiến lo lắng. Ông Tiến cũng cho biết thêm, ngày 30 tháng 3 ông đã làm việc với cơ quan công an về vụ tai nạn. Tôi chỉ hy vọng hai bên có ô tô bị hỏng làm việc được với phía bên bảo hiểm để họ chi trả. Vì các xe đều mua bảo hiểm, nếu phải đền tiền vụ tai nạn, tôi không biết lấy đâu ra tiền để đền, ông Tiến buồn rầu nói. Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình ông Tiến trước đây vốn làm nghề nông, thu nhập chẳng được là bao. 10 năm trước ông đã đi học lái xe và gắn bó với chiếc vô lăng từ đó tới nay. Từ đầu năm 2018, ông Tiến xin được làm lái xe cho công ty Nam Sơn, chuyên về vận chuyển vật liệu xây dựng với mức lương 7 triệu đồng trên một tháng. Cuộc sống gia đình ông Tiến khá khó khăn, cả nhà sống trong căn nhà cấp 4 ở thôn 3, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Gia đình ông nhiều năm qua đều trông chờ vào nguồn thu nhập chính từ công việc lái xe của ông, bởi người vợ chỉ biết quanh quẩn vài sào ruộng. Hai con ông Tiến, một mới tốt nghiệp lớp 12 chưa có việc làm, một đang học lớp 10. Hiện tài xế Tiến bị gãy hai xương sườn và phải nằm ở nhà điều trị ít nhất 2 tháng. Được biết, ngay sau khi clip về vụ đánh lái của tài xế Tiến trích xuất từ camera người dân được chia sẻ rộng rãi trên một số diễn đàn và các trang mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự cảm phục và kêu gọi mọi người cùng ủng hộ chia sẻ khó khăn với gia đình ông Tiến. Hai thanh niên mang súng cướp ngân hàng AP Bank giữa ban ngày. Hai thanh niên cầm một vật nghi là súng lao vào phòng giao dịch của ngân hàng An Bình AP Bank trên đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cướp nhưng không thành. Ngày 31 tháng 3, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành điều tra, truy xét hai đối tượng cướp ngân hàng AB Bank trên địa bàn. Theo đó, khoảng 10 giờ sáng bất ngờ xuất hiện hai nam thanh niên đi xe máy đến trước phòng giao dịch ngân hàng An Bình AB Bank tại số 283 đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Một người đi vào bên trong cầm một vật giống khẩu súng dí vào bảo vệ và uy hiếp. Sau đó, thanh niên còn lại cũng lao vào ngân hàng hô im lặng nếu không sẽ nổ súng và yêu cầu nhân viên ngân hàng gom tiền bỏ vào ba lô. Nhân viên bảo vệ nhanh chóng hô hoáng khiến hai thanh niên vội vàng bỏ lại ba lô, chạy ra ngoài lên xe tẩu thoát.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Tân Phú phối hợp cùng các đơn vị phụ liên quan đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời trích xuất camera tại phòng giao dịch để điều tra làm rõ vụ việc. Công an cho biết hai đối tượng chưa cướp được gì. Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, công an vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra truy xét hai đối tượng vụ cướp.